Chào bạn nhé, hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn mẫu đèn ngủ mây chân vàng 35 bên mình cho các bạn xem nhé. Mẫu mình đang quay cho các bạn là mẫu màu hồng nhé, các bạn lông rất chi là đẹp nhé. Bây giờ đến gần đây mình sẽ quay chi tiết lông cho các bạn xem này. Lông rất chi là mượt và tơi nhé mọi người ạ. Này, kiểu đây màu hồng nhạt này, rất chi là đẹp nhé. Bóng đèn này, đây, bóng đèn của nó này. Các bạn có 3 kiểu bóng đèn nhé, vàng này, trắng này, trắng hẳn này, đấy mọi người nhá. Thân của nó này là in ốc mạ vàng nhá mọi người. Các bạn cắm điện trực tiếp và dùng công tắc tắt bật như này nhá. Nếu phòng ngủ các bạn rộng ấy thì các bạn có thể mua loại này nhá, để vừa trang trí vừa chụp hình rất chi là xinh nhá mọi người, để đẹp lông tơi đẹp mọi người ạ. Hàng ngoài màu hồng ra thì mình còn có màu trắng nhá, thì tùy với nhu cầu của các bạn thì các bạn có thể chọn màu sắc cho phù hợp nhá. Thôi mình qua giới thiệu sản phẩm với các bạn với thôi nhá. Mình cảm ơn các bạn, mình chào các bạn.